Kính chào các quý vị, kính chào các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về tiên mao, vị thuốc quý trong phương thuốc trùng tử đan. Tiên mao, tên tiếng Anh là Curculio Oxyada, tên tiếng Pháp là Oxiode Cuculio, còn tên tiếng Nga là Curculio, tên tiếng Trung là Xian Mao, còn tên tiếng Nhật là Shigizumushi. Tiên mao là thân và rễ của cây sâm cau. Đây xin để cùng mời quý vị xem. À, cây sâm sâm cau hay là vị thuốc tiên mao đấy. Đấy. Đây là sâm cau. Một cây sâm cau là loại cây sinh trưởng trong điều kiện ánh sáng ít và không khí ẩm ướt ở những vùng chân núi, nương rẫy hoặc thung lũng. Có ở một số tỉnh phía Nam Trung Quốc, Lào, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Cây mọc hoang trên các đồi cỏ ven rừng núi nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam, từ Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng và cũng tìm thấy trên vùng đồi núi cao ở Lâm Đồng, ở vùng đồi núi Lang Biang cũng có gặp. Tuy nhiên, trước những năm 1980, Sơn La và Hòa Bình khai thác quá mức, đến nay đã khan hiếm. Cây sâm cau có 3 loại. Sâm cau đỏ có nhiều tác dụng trong việc điều trị phong thấp, suy nhược thần kinh và chữa yếu sinh lý. Còn sâm cau đen là nguyên liệu cho những bài thuốc bổ dương, tăng cường sinh lý nam giới. Sâm cau trắng, đây là loại dược liệu quý hiếm. Theo đông y, loại thảo dược này có tính ấm, vị cay ngọt và tính độc, hơi độc một chút. Thì đây là giới thiệu với quý vị là vị thuốc sâm cau đây, tiên mao. Khi bán ở ngoài tiệm thuốc thì nó có hình dạng như thế này. Đấy, nó lấy từ cái rễ của cây sâm cau. Tiên mao nó có từ là cái rễ đó. Do nó có vị cay ngọt và tính hơi độc một chút
Nên là cây này mang đến tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, làm mạnh gân cốt, điều hòa tiêu hóa, tán ứ, ôn trung. Những tác dụng trên của cây sâm cao trắng đấy đã được kiểm chứng bằng những nghiên cứu khoa học. Y học hiện đại cho biết trong loài cây này chứa curculigin A, một hoạt chất cần thiết cho nội tiết tố nam. Vì vậy, nam giới có thể yên tâm khi sử dụng thảo dược này. Thành phần hóa học trong thân rễ sâm cau có chứa tinh bột, chất nhầy, tannin, axit béo, beta sitosterol, stigmasterol và các hợp chất flavonoid. Các chất thuộc nhóm cycloactan, triterpenic, cycloactan glycosid là curculigosaponin A, B, C và D đấy. Sâm cau là dược thảo có chứa steroid thiên nhiên, có tác dụng dạng testosterone, tức là một nội tiết tố sinh dục nam. Rễ cây sâm cau có chất curculigin A giúp kích thích ham muốn tình dục mạnh, tăng tần suất và thời gian quan hệ, tăng sinh tinh gần gấp 2 lần. Thân và rễ của cây sâm cau có chứa nhiều curculigin A nhất, là dược liệu tăng cường bản lĩnh phái mạnh. Chúng ta biết đấy, gấp 2 lần so với các dược liệu có tác dụng tương tự, được ví như là Viagra tự nhiên tốt nhất cho nam giới. Tác dụng dược lý, tiên mao có tác dụng chống oxy hóa, có khả năng làm nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường năng lực hoạt động của tuyến sinh dục nam, tăng cường khả năng thích nghi của cơ thể trong điều kiện thiếu dưỡng khí hoặc môi trường có nhiệt độ cao, tăng cường hoạt động của tim, làm giãn mạch vành, bảo vệ gan, kháng viêm, chống huyết khối, chống nấm, chống co giật, giúp trấn tĩnh, giảm đau, cải thiện làn da, tăng cường hoạt động cơ bắp, chống lão hóa, giúp phòng chống đái tháo đường và ung thư. Vị thuốc này hơi cay, ấm và có tính độc một chút nên phải cẩn thận. Vào hai kinh can và thận, có tác dụng bổ thận tráng dương, ôn trung táo thấp, tán ứ, trừ tê, tráng gân cốt, điều hòa tiêu hóa. Về công năng, nó làm ấm thận và kiện dương, trừ hàn và thấp. Liều dùng là ngày dùng từ 10 đến 15 gram thuốc sắc hoặc là viên hoàn hoặc thuốc mỡ cũng thế. Do nó hơi độc cho nên là về kinh kỵ thì không dùng tiên mao cho các trường hợp âm suy kèm vượng hỏa. Các bài thuốc cụ thể: thứ nhất, hỗ trợ chữa tê thấp, đau nhức toàn thân. Bài thuốc này phù hợp với đối tượng người già hay bị nhức mỏi thoái hóa. Vì vậy, bạn hãy ngâm rượu sâm cau rồi sau mỗi bữa ăn uống một chén nhỏ, hoặc dùng để xoa bóp cũng mang lại công dụng tương tự. Hai là chữa bệnh liệt dương.
không chỉ hỗ trợ chữa yếu sinh lý thông thường, nó còn có tác dụng rất tốt đối với nam giới liệt dương, xuất tinh sớm. Nếu nam giới uống đều đặn 1 ly nước sâm cau mỗi ngày sẽ nhanh chóng cảm nhận thấy hiệu quả như ý. Bài thuốc thứ 3, trị tuổi già bị di niệu, tức là đái són, đái dầm. Tiên mao 1 lượng và ngâm rượu uống. Bài thuốc thứ 4, giúp mạnh gân xương, ích tinh thần, sáng mắt. Tiên mao 2 cân, lấy nước vo gạo nếp ngâm 5 ngày, bỏ cái nước đỏ đi. Về mùa hè thì ngâm 3 ngày thôi. Sau đó lấy dao, mà lấy dao là cái loại dao bằng đồng ấy, cắt nhỏ, phơi âm, tức là phơi trong cái trong không trung nắng, không có nắng, và lấy 1 cân thương chuột 2 cân, lấy nước vo gạo ngâm 5 ngày, cạo bỏ vỏ, sấy khô, và còn lại là lấy 1 cân cu kỳ tử 1 cân, sa tiền tử 12 lượng, bạch phục linh, hồi hương, bá tử nhân đều 8 lượng, sinh địa hoàng, thục địa hoàng đều 4 lượng, tất cả nghiền thành bột, cho rượu vào và nấu cạn lên thành làm tọa thành viên. Mỗi lần uống 50 viên, uống với rượu ấm trước bữa ăn, ngày 2 lần. Bài thuốc thứ 5, trị bệnh cao huyết áp, triệu chứng xung nhâm bất điều, gồm tiên mao, tiên linh tỳ, ba kích, chi mẫu, hoàng bá, đương quy. 6 vị này lượm bằng nhau, sắc đặc, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 5 chỉ đến 1 lượng. Bài thuốc thứ 6, trị ung nhọt hỏa độc, sưng nhưng không có những cái vết nhọt, là nó không có đầu và sắc xanh đen. Thì tiên mao lấy cả dâu rễ sắc lên rồi cho một chút rượu uống, hoặc dùng loại mới tươi giã nát đắp lên chỗ ung nhọt. Nếu ung nhọt có mủ thì nó sẽ vỡ. Và tiêu, mổ thì tiêu đi đó, với những cái chuyện ung nhọt đấy. Thì đấy là tác dụng của tiên mao, tức là sâm cau. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.